trong Tây Du Ký ở những hồi đầu tiên, Tôn Ngộ Không hiện lên như một kẻ bất trị, đại náo Long Cung Thủy Tề, phá hội Bàn Đào, quấy phá thiên giới, thực không coi ai ra gì. Nhưng trước khi có được bản lĩnh chọc trời khuấy nước ấy, con khỉ đá Mỹ Hồ Vương thực sự là một kẻ khát khao tìm đạo và có một trái tim thiện lương, kiên cường. Tôn Ngộ Không trước khi đại náo thiên cung là người như thế nào? Ngay cả sau khi đã quy y Phật gia, theo đường Tăng sang Tây trúc thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không cũng vẫn là con khỉ bản tính cao ngạo, nóng nảy, không chịu nổi dù chỉ một chút chèn ép, xem thường của kẻ khác. Còn nhớ hồi ấy, Ngộ Không lên thiên đình, được Ngọc Đế phong cho chức Bậc Mã Ôn. Sau khi biết được chức quan chỉ là chăn ngựa, thì y lập tức đùng đùng tức giận bỏ đi. Vương mẫu nương nương mở hội Bàn Đào, không hề mời y. Y liền quậy phá một phen tưng bừng, đến long trời lỡ đất. Nhưng liệu có phải Tôn Ngộ Không sinh ra bản tính đã cao ngạo như vậy rồi không? Tôn Ngộ Không rời khỏi Hoa Quả Sơn, vượt qua biển cả mênh mông, tìm tiên học đạo, đã từng ở Nam Thiệm, Bộ Châu, cũng chính là vùng đất Đông Thổ Đại Đường, lưu lại ở đó 8-9 năm. Trong nguyên tác Tây Du Ký viết rằng, Hầu Vương tìm học đạo tiên, không biết ở đâu cả, ở Nam Thiệm, Bộ Châu, sục sạo thành lớn, thấm thoát đã 8-9 năm. Suốt mấy năm lưu lạc đó, Tôn Ngộ Không chỉ là một con khỉ bình thường, không chút pháp lực. Ở Nam Thiệm, Bộ Châu, nhiều năm như vậy, lẽ nào lại dám hoen hoang? Nếu là Ngộ Không của những năm sau này, ví như người khác trông thấy y, quát lớn một tiếng, "À, cái con khỉ hoang này!" Chắc chắn y sẽ lập tức lao đến đánh nhau ngay. Nhưng người ở nơi đây vốn không phải ai cũng thiện nam tín nữ. Chưa kể nơi đây có rất nhiều vị thần lớn trấn giữ, chỉ riêng những tên ác bá cũng đã không đếm xuể. Nếu như Tôn Ngộ Không thực sự dám ngông cuồng như vậy, đừng nói 8-9 năm, e rằng chưa đến một năm thì đã bị người ta bắt đưa vào trong nhốt lại. Trên thực tế, thời Tôn Hầu Tử ở Nam Thiệm, Bộ Châu, bản tính đã sẵn hiền lành. Không ai nghĩ được con khỉ đá đó ngày sau sẽ đại náo thiên cung, chọc trời khuấy nước, gây bao phiền nhiễu. Tôn Ngộ Không chu du khắp bốn biển tìm tiên cầu đạo, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Khỉ đá tìm được đến núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh, bái kiến Bồ Đề Tổ Sư làm thầy. Tổ sư Bồ Đề là ai? Ngay trong ngày đầu tương ngộ, Ngộ Không đã lấy được ấn tượng của Tổ sư. Trong truyện Tây Du Ký miêu tả rất hay về đoạn này. Hầu Vương vừa nhìn thấy đã cúi người lại liên tiếp và nói: "Thưa sư phụ, thưa sư phụ, đệ tử con lòng thành chầu lễ." Tổ sư nói: "Nhà ngươi là người ở đâu? Mau nói rõ quê quán họ tên rồi hay lại." Hầu Vương thưa rằng: "Đệ tử là người Động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, thuộc Đông Thắng Thần Châu." Tổ sư quát mắng ra lệnh: "Tống cổ nó ra, tên này là hạng dối trá quanh co, còn tu hành thành đạo quả sao được?" Hầu Vương sợ hãi dập đầu thưa: "Đệ tử nói thật mà, đâu dám nói dối." Tổ sư nghi hoặc hỏi: "Người nói thật thà mà lại nói Đông Thắng Thần Châu ạ? Từ nơi ấy đến đây cách hai lần biển lớn, một tòa Nam Thiệm Bộ Châu làm sao tới được?" Hầu Vương cúi đầu thưa: "Đệ tử lên đên vượt biển, lang thang trên bộ mười mấy năm trời, chịu bao cực khổ mới đến được đây." Tổ sư tinh cũng thấy có lý bèn nói: "Ừ, đi mãi dần dà cũng đến nơi, thế tính ngươi là gì?" Hầu Vương đáp: "Con không có tính, người ta mắng con cũng không giận,
đánh con cũng không tức, chỉ lại họ mà thôi, cả đời con không có tính. Tổ sư hỏi tiếp, không phải là tính tình, thế cha mẹ nhà ngươi họ gì? Hồ Vương đáp rằng, con cũng không có bố mẹ. Tổ sư thắc mắc nói, không có bố mẹ thì đẻ ra ở lỗ nẻ chắc. Hồ Vương thưa rằng, con tuy không phải đẻ ra ở lỗ nẻ, nhưng lại từ trong tấm đá sinh ra. Con chỉ nhớ rằng trên núi Hoa Quả có một tảng đá tiên, năm ấy tảng đá vỡ ra và sinh ra con. Tổ sư nghe nói, trong dạ mừng thầm, nói rằng, như thể là trời đất sinh thành ra ngươi, nhà ngươi hãy đứng dậy, đi lại ta xem. Rất nhiều điều được hé lộ về con người Tôn Ngộ Không qua đoạn giao tiếp này. Thứ nhất, khi tổ sư hỏi tên tuổi, Ngộ Không lại tưởng hỏi về tính cách. Nhưng chính câu trả lời này lại vô tình hé lộ về con người y. Vượt qua muôn trùng biển lớn, Ngộ Không tìm đến chốn văn minh. Tuy chịu nhiều thiệt thòi uất ức, bị đánh bị mắng, nhưng lại không chút để tâm, chỉ lại đáp lễ. Có thể thấy ngay từ ban đầu, con khỉ ấy đã vốn nghịch ngợm hiếu kỳ, nhưng bản tính lương thiện, tâm tính rất tốt, giữ được 10 phần tiên thiên. Thứ hai, để tìm đến chỗ của tổ sư, Ngộ Không đã phải vượt qua 2 lần biển lớn, một tòa Nam Thiệm Bộ Châu. Đường đi xa xôi cách trở, đến nỗi chính tổ sư cũng không thể nghĩ rằng hắn có thể đi xa đến vậy cầu tiên học đạo. Điều này nói lên rằng ngộ tính Ngộ Không rất cao, tâm cầu đạo của y cũng lớn. Chính vì điều này mà Ngộ Không đã không tiếc thời gian công sức, không quản ngại xa xôi mà tìm đạo. Thứ ba, khi tổ sư hỏi đến cha mẹ, Ngộ Không nói rằng mình thác sinh từ một tảng đá hấp thụ linh khí trời đất. Qua đó thấy rằng Ngộ Không không phải căn cơ người thường, mà mang căn cơ của trời đất. Tổ sư nghe cũng mừng thầm vì sắp có được một đồ đệ do trời đất sinh thành. Như thế, Ngộ Không đã có đủ những điều kiện cần thiết nhất để trở thành một người tu đạo, tâm tính tốt, có căn cơ và có ngộ tính. Lão Tử giảng trong Đạo Đức Kinh, thượng sĩ văn đạo, cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược phong, hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Bậc thượng sĩ là người có trí tuệ thì luôn nghiêm túc đi học đạo, người trung sĩ nửa tôn quý nửa không, kẻ hạ sĩ chỉ xem đạo như chuyện cười, không hiểu nên không học. Cứ xét những biểu hiện ấy thì Tôn Ngộ Không quả thực là bậc thượng sĩ nghe đạo vậy. Trong truyện cũng mô tả chi tiết này. Tôn Ngộ Không ngồi nghe giảng sướng quá đến nỗi xoa tay vuốt má, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân. Bỗng bị tổ sư trông thấy gọi lên bảo, ngươi ngồi trong lớp, tại sao lại điên cuồng nhảy nhót, không nghe ta giảng? Ngộ Không thưa, con thành tâm nghe giảng, đến những chỗ sư phụ giảng nhiệm màu quá, lòng vui mừng khôn xiết, không nhịn được nên có những điều bộ như vậy, mong sư phụ tha tội. Điều này giống như Khổng Tử giảng, triêu văn đạo, tịch khả tử, tức là sáng được nghe đạo, chịu chết cũng cam lòng. Vậy Tôn Ngộ Không chẳng phải là kẻ sĩ bậc thượng là gì? Ở một đoạn khác, Ngộ Không tiếp tục chứng minh mình là một đồ đệ có căn cơ, xứng đáng trở thành đệ tử chân truyền. Vốn tổ sư muốn truyền đạo cho Ngộ Không, nhưng y năm lần bảy lượt cự tuyệt hết các gia phái đạo thuật, điều đó khiến tổ sư nổi giận. Tổ sư nghe đoạn hừ một tiếng, tay cầm gậy giới xích, chỉ vào Ngộ Không nói, loài khỉ già kia, đạo này không học, đạo kia không học, còn đòi học cái gì? Rồi đi đến gõ đầu Ngộ Không ba cái, chắp tay sau lưng đi thẳng vào trong, đóng cửa giữ lại, bỏ mọi người ở ngoài. Cả lớp nghe giảng ai cũng sợ hãi, đều đoán Ngộ Không rằng, đồ con khỉ hỗn láo vô tích sự, sư phụ truyền đạo cho, tại sao không học lại dám cãi sư phụ, phen này làm phật ý sư phụ, biết bao giờ sư phụ mới lại ra. Nhưng Ngộ Không chẳng tức giận, chỉ vui cười.
Nguyên do Ngũ Không vốn đã ngầm hiểu ý của sư phụ. Tổ sư đánh ba cái, chắp tay sau lưng, có nghĩa là bảo Ngũ Không đến canh ba, đi từ lối cửa sau vào phòng tổ sư, ngày ấy sẽ truyền dạy đạo cho. Đến khi ấy, Ngũ Không lẻn vào cửa sau xin truyền đạo, chính tổ sư cũng vô cùng bất ngờ. Tổ sư nghĩ thầm, Ngũ Không quá là do trời đất sinh thành, nếu không làm sao đoán nổi ngầm ý của ta. Đoạn bèn truyền hết khẩu quyết cho Ngũ Không, dạy cách thực hành đạo sống lâu mầu nhiệm. Tôn Ngộ Không vốn dĩ tính khí tốt như vậy, có thể nhẫn nhịn tốt như vậy, tại sao về sau lại trở thành một kẻ cao ngạo, không sợ trời, không sợ đất? Lý do là ở chỗ tính khí của Ngộ Không là thuận theo tài năng của bản thân mà biến đổi. Vì được tổ sư truyền 72 phép biến hóa, thần thông quảng đại, khiến bản thân mang tâm tự mãn, cao ngạo. Đã tu đạo rồi nhưng tính khí lại còn kém hơn lúc chưa tu. Vì bản tính thay đổi, Ngộ Không đã xuống địa phủ, xóa tên sổ sinh tử, lên thiên cung quấy nhiễu hội bàn đạo, lại còn tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, muốn thay cả Ngọc Hoàng cai quản tam giới. Sự ngông cuồng đúng là đã lên đỉnh điểm. Đến khi Phật Tổ dùng một bàn tay mà thu phục Ngộ Không, giam 500 năm dưới núi Ngũ Hành, coi như cấp cho một dịp tu luyện tâm tính lại từ đầu, uốn nắn lại con người. Người đời tiếc thay cho con khỉ đá không còn phiêu diêu tự tại, không thể chọc trời khuấy nước nữa. Nhưng đối với Tôn Ngộ Không mà nói, đây quả là điều may mắn. Đây quá là thời gian để Ngộ Không sèn nhìn nhận lại bản thân, bỏ đi tính ngông cuồng, để chuẩn bị cho hành trình thỉnh kinh gian khổ phía trước. Cũng là cơ hội để y phản bổn quy chân, trở lại là con người tu đạo, cuối cùng đắc quả vị Phật.